Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình. Chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân Cao Văn Thông, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân Trần Thị Bốn, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Cao Văn Thông, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Nội dung đơn thư hỏi về việc gia đình nhận thầu 5 mẫu đất của địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Nay nhà nước thu hồi để bàn giao cho dự án vào hoạt động tại địa bàn xã Quảng Lãng. Thời gian thầu đất của gia đình vẫn còn và khi thu hồi, gia đình không được bồi thường cây trồng trên đất. Thể theo nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của công dân, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để xác minh sự việc. Tiếp và làm việc với phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình có đồng chí Vũ Huy Võ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng cùng công chức địa chính, tài chính xã, cùng với các ông Bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó thôn Ngô Xá và công dân Cao Văn Thông. Tại buổi làm việc, địa phương có cung cấp tài liệu khẳng định là gia đình ông Cao Văn Thông có nhận thầu tổng diện tích là 5 mẫu, thời gian thầu là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2024 là hết hạn thầu. Trong điều khoản hợp đồng thầu có ghi rõ, người thầu phải chấp hành đúng các quy định của Ủy ban nhân dân xã, cụ thể là không được làm biến dạng khu vực thầu để sử dụng vào mục đích khác và chỉ được cây lúa và trồng rau. Trong thời gian thầu, khi Ủy ban nhân dân xã rút ra để dùng vào mục đích khác của thôn xã, nhà nước, chủ thầu phải trả lại Ủy ban nhân dân xã và không được tính bồi thường thiệt hại về kinh tế. Số năm còn lại chưa hết hạn thầu, Ủy ban nhân dân xã tính hoàn trả số tiền tính bình quân cho một tháng để trả lại cho người thầu. Hợp đồng thầu đất công điền của địa phương đối với gia đình ông Cao Văn Thông là đúng. Tuy nhiên, khi quyết định số 275 ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ thuê đất tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng đã phối hợp cùng ban quản lý dự án huyện tiến hành kiểm đếm toàn bộ cây trồng của hộ gia đình ông Thông, bao gồm đất giao thông thủy lợi và đất công điền nhận khoán của xã. Đối với cây trồng trên hành lang giao thông thủy lợi, gia đình ông Thông đã nhận gần 68 triệu tiền hỗ trợ. Còn cây trồng trên đất công điền do Ủy ban nhân dân xã quản lý là do gia đình ông Thông tự ý chuyển đổi và trồng cây khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép, do đó gia đình không được hỗ trợ. Tại buổi làm việc, ông Thông có ý kiến. Cũng chỉ có một cái ý kiến về cái góc độ là cây trồng, bây giờ anh em đầu tư ra cũng tương đối nhiều tiền để trồng cây. Thế thì cũng nhờ xã và cũng hỏi hộ dự án của tỉnh đấy thì là xem có chương trình là bồi thường cho anh em cho đỡ thiệt thòi. Đây là diện tích đất công ích của xã mà hộ anh Cao Văn Thông khoán thầu, thời hạn là 5 năm. Thế thì là với cái hợp đồng khoán thầu là chỉ được trồng rau màu. Ở đây là anh Thông sử dụng sai mục đích từ trồng rau màu sang trồng cây lâu năm. Là cái này là báo cáo với đồng chí là không được hỗ trợ bồi thường. Đấy, cái này hôm nay là cũng trả lời để cho anh Thông nắm được. Và trong hợp đồng cũng nói rất là rõ là anh phải sử dụng đúng mục đích, không được sử dụng sai mục đích. Cái hoạch 93A là anh còn đang vi phạm. Như vậy, việc ông Thông có ý kiến đề nghị được nhà nước hỗ trợ bồi thường số cây trồng gia đình đã trồng trên diện tích giao thầu đất công điền của địa phương. Ông Vũ Huy Võ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng đã trả lời rõ là do gia đình sử dụng sai mục đích, tự ý chuyển đổi từ cây lúa trồng rau màu sang trồng cây nên không được hỗ trợ là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Lê Anh Tuấn và Đỗ Thị Thúy, thường trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nội dung đơn thư phản ánh về việc ông Bùi Minh Tường, quản trang Nghĩa Trang thôn Khúc Lọng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng Nghĩa Trang và có dấu hiệu cấu kết trục lợi trái phép. Sau khi nhận được đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư có liên hệ với ông Lương Đình Quyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc
và ông Quyên cho biết, vấn đề công dân phản ánh trong đơn đã được giải quyết và Ủy ban Nhân dân xã gửi báo cáo quá trình giải quyết đơn như sau. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc đã mời ông Lê Anh Tuấn và bà Đỗ Thị Thúy về tại Ủy ban Nhân dân xã để làm việc và chốt nội dung đơn tố cáo. Sau khi chốt nội dung đơn tố cáo, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành thực địa để xác minh. Ngày 5 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã liên hệ bằng điện thoại với ông Tuấn thống nhất thành phần mời về cùng làm việc và ông Tuấn nhất trí với ý kiến của Ủy ban Nhân dân xã. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã tiến hành làm việc với ông Tuấn và bà Thúy. Tại buổi làm việc, có các thành phần như thống nhất với ông Tuấn, gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, cán bộ địa chính xã, bí thư trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đọ, Thịnh, Cầu, Lương. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành hòa giải thành công giữa cụm các thôn Đọ, Thịnh, Cầu, Lương và ông Tuấn, bà Thúy. Các thôn nhất trí phá bỏ 3 ngôi bể mộ để xoay hướng theo nguyện vọng của ông Tuấn, bà Thúy. Gia đình ông Tuấn, bà Thúy nhất trí bồi thường cho cụm thôn toàn bộ tiền chi phí đã xây 3 bể mộ, phá bỏ và xây lại mới với số tiền là 25 triệu đồng. Đồng thời, ông Tuấn, bà Thúy tự nguyện rút đơn tố cáo. Ban biên tập hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Trần Thị Bốn, địa chỉ xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư phản ánh về việc hộ gia đình ông Vũ Xuân Hồng, người địa phương lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất công. Chủ tịch UBND xã Lý Thường Kiệt không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cũng như đình chỉ cưỡng chế đối với người vi phạm. Theo đơn thư công dân phản ánh, ban biên tập hộp thư đã có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân xã Lý Thường Kiệt và nhận được ý kiến trả lời như sau. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Lý Thường Kiệt tiến hành làm việc với bà Trần Thị Bốn, sinh năm 1969, địa chỉ thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, người có đơn đề nghị gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Việc bà Trần Thị Bốn ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cũng như đình chỉ cưỡng chế đối với người vi phạm là không đúng. Vì ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 67BBVPHC của Ủy ban Nhân dân xã Lý Thường Kiệt. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã đã ra quyết định xử phạt số 149QDXPVPHC vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Xuân Hồng. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Lý Thường Kiệt làm việc với bà Trần Thị Bốn và cung cấp cho bà Trần Thị Bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên và khẳng định Ủy ban Nhân dân xã đã xử lý vi phạm của ông Vũ Xuân Hồng theo quy định. Ủy ban Nhân dân xã nhiều lần làm việc với ông Vũ Xuân Hồng, yêu cầu ông Hồng dừng việc xây dựng. Ông Vũ Xuân Hồng là người nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Thanh Khương, địa chỉ xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Gia đình ông Khương nhận chuyển nhượng ngày 17 tháng 8 năm 2004 của bà Nguyễn Thị Khởi, địa chỉ thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Diện tích đất hợp pháp của bà Khởi được sử dụng có kích thước dài 27m, rộng 8,5m, bằng 229,5m2. Khi bà Khởi chuyển nhượng cho ông Khương đã có công trình nhà cấp 4. Năm 2022, ông Hồng phá bỏ toàn bộ công trình của bà Khởi đi và xây dựng công trình nhà ở mới. Việc lấn chiếm là do bà Khởi đã lấn chiếm đất công ích của Ủy ban Nhân dân xã từ sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Hiện tại thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở. Trước khi làm nhà, gia đình đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do có đơn đề nghị của bà Trần Thị Bốn, Ủy ban Nhân dân xã đã trả lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Đản, xã Đề Tập, huyện Quai Châu. Đơn thư công dân thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Đơn thư công dân Hoàng Nghĩa Hanh, xã Hồng Tiến, huyện Quai Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Thị Mơi, xã Đông Ninh, huyện Quai Châu. Đơn thư công dân Đỗ Thị Nhanh, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Đinh Công Nghiệp, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết.
Quý vị thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.